thực hiện nghị quyết số 16 về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025, tỉnh phấn đấu. Đến năm 2020, tổng giá trị nông sản hàng hóa chủ lực chiếm 60% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 hectare canh tác gấp 1,6 lần so với năm 2015. Đến năm 2025, tổng giá trị nông sản hàng hóa chủ lực chiếm 70% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 hectare canh tác tăng cao hơn so với năm 2020. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tạo động lực để tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân, tạo sự ổn định và phát triển bền vững đang được xã Yên Phú, huyện Hàm Yên chú trọng thực hiện. Trong đó, xã tập trung vào những loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế với quy mô lớn, sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thế trước đây mình nuôi thế thì bây giờ mình nuôi này mình thấy nó chênh lệch quá lớn mà nó cái lãi suất chênh lệch quá lớn không? Trước đây thì nuôi cá gọi là thả cá mình thả, không nuôi công nghiệp. Thì con cá nó mỏng người mà chăn một năm mới thu được một lần. Thả từ đầu năm đến cuối năm mới thu được một lần. Vừa là cái thời gian kéo dài. Trong khi đấy cá thì lại nhỏ, không lớn, không có lãi. Nói chung nếu có lãi thì không đáng kể là bao nhiêu. Nhưng mà từ ngày mà chuyển sang chăn công nghiệp như này thì nhìn chung là cứ 6 tháng được thu một lần, gia đình cũng thấy... 6 tháng được 100 triệu đấy nhỉ? Đấy, 6 tháng được 100 triệu. Với diện tích ao rộng trên 1,6 hectare, mỗi vụ gia đình bà Phan Thị Sen ở thôn 7 Thống Nhất, xã Yên Phú cũng thả được hơn 1 vạn con cá. Chủ yếu là cá rô phi đơn tính và cá chấm cỏ. Những năm trước, do chưa có kỹ thuật chăm sóc nên có thả nhiều loại cá nhưng hiệu quả không cao. Nhưng vài năm trở lại đây, qua học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi từ nhiều hộ gia đình, đặc biệt là được tập huấn khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, gia đình bà Sen đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi cá theo hướng hàng hóa. Hiện tại như năm nay thì diện tích ao của tôi là tổng diện tích là 1,5 ha một cái đập. Thế còn lại 2 cái ao nhỏ thì để chăn nuôi ươm cá con, cá giống. Thế còn lại ao to thì cái đập 1,5 ha thì nuôi khoảng 1 vạn con. Nói chung nó nói về diện tích thả thì nó phải là khoảng 1,4 vạn. Thế nhưng mà gia đình cũng mới chỉ dám thả là 1 vạn con các loại. Tiêu thụ ở đây thì trước mắt thì bây giờ thương lái đến tận nơi thu mua. Với giá là 35.000 trên 1 kg loại từ 8 lạng trở lên. Cứ mỗi một ngày xuất ra khoảng 1 tấn hơn 1 tấn. Nếu như những năm về trước, những diện tích đất vườn đồi này của gia đình anh Phan Văn Tưởng chỉ trồng những cây nông nghiệp ngắn ngày, hiệu quả kinh tế mang lại không cao, thì nay đã được thay thế bởi gần 400 gốc cây chanh tứ thì. Nhận thấy nhiều hộ gia đình trong xã, trong thôn đã giàu lên nhờ phát triển trồng cây ăn quả, anh Tưởng đã mạnh dạn đưa cây chanh tứ thì vào trồng. Với lợi thế về thổ nhưỡng phù hợp với cây chanh tứ thì, bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình anh Tưởng. Nhà tôi trồng thì 8 năm nay rồi, thì tôi thấy cái hiệu quả cây chanh này là nó cũng phát triển tốt mà nó cũng mang lại cái lợi nhuận cao ấy. Nên tôi nhân giống của cái cây của nhà mình ra, trồng theo cái cây giống mình chiết bình thường của ấy mình trồng thôi. Nhưng mà nó cũng cho lại cái hiệu quả tốt. Đầu ra thì quá ổn định luôn, vì bây giờ như vườn chanh nhà tôi đây bây giờ thì còn chưa có chanh để mà cung cấp cho họ. Giá bán trung bình thì có lúc đỉnh điểm nó lên đến 30, còn hiện tại bây giờ là bọn tôi đang bán ra đến giá 14-15.
700 gốc thanh long đỏ của gia đình anh Hoàng Thế Dũng, thôn 1 Minh Phú, thời điểm này đang chín rộ. Gia đình anh Dũng là một trong những hộ nông dân đầu tiên ở xã Yên Phú trồng thành công loại cây ăn quả đặc sản này. Từ vài chục gốc thanh long ban đầu, đến nay gia đình anh đã phát triển cây thanh long theo hướng hàng hóa. Gia đình tôi trồng thanh long khoảng được chục năm. Thì trồng từ đầu tiên từ tại đất Yên Phú. Tính bây giờ thì nếu mà tính giống thì toàn bộ giống là sẽ mua từ đấy. Trồng cái thanh long này thì bạn thấy nó có khó không? Trong quá trình trồng thanh long thì mình phải có những cái kinh nghiệm như nào? Nếu mà tính trồng thì rất là dễ trồng. Tại vì từng những cái mắt này sẽ cắt ra đi, cứ cắm xuống là nó sẽ lên. Toàn bộ mắt này, một cái mắt này có thể cắt thành 4-5 đoạn. Nó sẽ ra. Nó cũng tùy thuộc vào chất đất. Từ đất với lại cái công chăm sóc của mình sẽ tùy thuộc vào từng vùng. Yên Phú thì cũng thích hợp trồng thanh long, táo, cam. Thì với lại cái công chăm sóc nữa thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Thực hiện Nghị quyết 16 về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025, xã Yên Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến các chi bộ, thôn, các ngành, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đặc biệt là các chủ trương phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với thị trường, cũng như thực trạng, những hạn chế, yếu kém trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện nay. Từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, sản xuất theo tiêu chuẩn, dựa trên tiến bộ khoa học, công nghệ, để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đặc biệt, ra soát điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để cơ cấu lại quỹ đất sản xuất lâm nghiệp, đất trồng lúa, hiệu quả thấp, để tạo quỹ đất phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực có lợi thế của xã theo vùng quy hoạch, gắn với liên kết sản xuất hàng hóa và xây dựng vùng sản xuất lớn chuyên canh tập trung. Trong đó tập trung vào các loại cây trồng vật nuôi như cây cam sành, cây chè, cây thanh long, cây phật thủ, chanh tứ thì, duy trì diện tích mía nguyên liệu, đặc biệt phát triển nhân rộng diện tích rừng gỗ lớn, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng rừng trồng trên cùng một đơn vị diện tích để nâng cao thu nhập cho người dân. Nhà tôi thì phát triển kinh tế rừng này được hơn chục năm rồi. Nếu mà như phát triển kinh tế rừng như phương hướng cũ thì nó không được như cái như bây giờ. Như bây giờ của giống keo lai này rồi là về tuyên truyền của cấp trên tuyên truyền về thì là bây giờ cái thu nhập nó cao hơn và cái như ngày trước thì tầm 7-8 năm mới được thu nhưng mà bây giờ thì cái ấy đấy nó thu hẹp lại, nó chỉ tầm 5-6 năm hoặc là 4-5 năm gì đấy là được thu ấy. Phát triển nông nghiệp này cũng mang lại hiệu quả kinh tế. Tại vì là cái lâm nghiệp này thì nó hiệu quả thì nó chậm hơn những cây thu hoạch khác. Thế nhưng mà nó lại bớt cái công mình phải đầu tư. Có kinh tế lâu dài và được thu nhập thì nó có tiền như kiểu nông thôn bọn tôi là gọi là tiền cục đấy ạ. Xã cũng tập trung chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi theo hướng rút ngắn chu kỳ, đảm bảo an toàn sinh học, tăng trưởng đàn trâu, đàn dê, tăng quy mô đàn lợn, đàn gia cầm ở tất cả các thôn. Phát triển chăn nuôi vịt suối và phấn đấu đạt thương hiệu vịt bầu Suối Hẻ Yên Phú. Bên cạnh đó, sử dụng có hiệu quả mặt nước để nuôi trồng thủy sản, phát triển mạnh nuôi cá lồng trên sông Lô. Nuôi thâm canh để đạt năng suất cao, chú trọng phát triển nuôi các loài cá đặc sản như cá chiên, cá bỗng, cá lăng chấm. Ngay từ bước đầu cũng đã lập kế hoạch chỉ đạo đến các cơ sở thôn bản. Cái quá trình tổ chức hiện thì tập trung vào một số cái cây chủ yếu trên địa bàn. Thứ nhất là đối với cây lâm nghiệp đó là cây keo. Và ngoài ra thì các cái cây ăn quả có những cái dạng cây là như cây thanh long, cây chanh tứ mùa, cây cam và cây táo. Đồng thời trong quá trình hoạt động cái việc tái cơ cấu đó thì trên địa bàn xã Phú có cả diện tích cây chè. Trong quá trình tổ chức hiện thì được sự đồng lòng ủng hộ dân và trong quá trình thực hiện triển khai các nghị quyết đó thì đi vào lòng dân
Và quá trình tổ chức thì được hỗ trợ các cái về khoa học kỹ thuật, về nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện cái nghị quyết này. Xã đã tăng cường hỗ trợ nông dân sản xuất nông sản hàng hóa, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay để hỗ trợ phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh như nguồn vốn ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp, quỹ hỗ trợ nông dân. Tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển mạnh các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã. Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc định hướng cho nông dân và hợp tác xã về quy mô, chất lượng, quy cách nông sản và thị trường tiêu thụ. Hợp tác xã, tổ hợp tác là đầu mối đại diện của nông dân tham gia các liên kết với doanh nghiệp. Cái tiêu thụ thanh long này có khó không ạ? Cái tiêu thụ thanh long lúc đầu thì nhà bà mới trồng thì bà cũng lo lắm. Lo là không xuất khẩu được hay là không bán ở trong nước mình ấy. Nhưng mà bây giờ năm ngoái thì nhà bà tiêu thụ cũng trôi chảy, năm nay thì cũng trôi chảy, làm đâu là tiêu thụ được đến đấy. Làm thế vui. Nhưng mà cứ mỗi lần xuất khẩu và bán được hàng này thì gia đình, con cái, anh em này thấy phấn khởi. Qua kết quả đã thực hiện trong thời gian qua thì với vai trò cấp ủy lãnh quyền giá rất cao trong quá trình nghị quyết số 16. Về tổ chức thực hiện thì đối với nhân dân thì cũng đã rất hưởng ứng, đồng tình. Do vậy thì với vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh cái kết quả đã đạt được và tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình chỉ đạo, tập trung ngay từ cái việc lãnh đạo từ cơ sở đến như vậy là việc lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương để là có cái hiệu quả quá trình tổ chức thực hiện. Ví dụ như là cái việc thực hiện cái cây lâm nghiệp theo nghị quyết 16, nghị quyết 03 và quá trình tổ chức thực hiện các cái cây ăn quả thì tập trung vào các cái thương hiệu của các cái cây này và nâng cao cái giá trị và áp dụng khoa học kỹ thuật để đảm bảo được cái việc là thương hiệu các cái cây ăn quả trên địa bàn. Trong thời gian tới, xã Yên Phú tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện ra soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của từng vùng. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, tiếp nhận, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, mô hình để chuyển giao ứng dụng. Nhân rộng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp định hướng cho nhân dân tập trung phát triển mạnh những loại cây con đặc sản mang lại giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay để nâng cao thu nhập. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025 đã đề ra.